bố mẹ cậu cãi nhau. Dạ. Yeah. Nguyên nhân chính là do cái bếp. Là do cái bếp. Cái bếp thì có liên quan gì? Con nhỏ này không có biết cái gì hết. Ở cái bếp là sẽ có cái gì? Có lửa. Thì đó, ngọn lửa sưởi ấm gia đình, không nghe tao nói hả? Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh. Ây da, thầy ơi, bây giờ làm sao để quá giải nó đi hả thầy? Phải rồi. Ê, theo ta. Dạ. Ủa? Cái là lát xong Covid mà bà nói. Con nhỏ này, thầy có cái bí quyết riêng của thầy, sao mà cứ cãi hoài vậy? Nghe thầy đi. Phong thủy hóa giải. Cái gì? Cái này mà cũng còn tài liệu hả? Suốt một đêm hôm qua nhá, là tôi phải tìm tòi với cả là nghiên cứu. Đây đây đây. Cái này gọi là của quý, gọi là cả tính mạng, gọi là... Thế tôi có tâm ghê không? Thấy ghê rồi đó. Ừ. Dạ thầy. Tôi thấy bà ghê á. Phong thủy hóa giải nói rằng cần phải yểm một số hướng và sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Nào, bắt đầu thôi. Và bây giờ, giây phút quan trọng nhất của ngày hôm nay đã đến. Yeah. Nhìn. Tốt đi. Yeah. Đốt đi. Yeah. Đốt đi cơ kìa. Dạ hàng ướt quá thầy. Ướt quá. Dạ. Tươi quá. Ủa? Không phải. Cái này tinh hoa hội tụ mà. Sách bảo đốt. À, là trong cuốn sách ghi là đốt luôn cuốn sách. Ừ. Ủa, tác giả hay vậy. Đốt đi. Xé. Xé. Xé nha. Xé đi. Ừ. Sách bảo sao làm y nguyên vậy đi. Trời ơi. Ba mẹ chúng ta sẽ hòa thuận với nhau, gia đình chúng ta sẽ ấm êm. Ờ thiên la linh địa linh linh. Vòng bên kia. À vâng. Đốt 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 đốt. Hạ xuống hạ xuống hạ xuống. Chạy áo thầy, cẩn thận chạy áo thầy. Ghê quá. Ây da. Bú xê là bùm ba là bùm ba là bao lê lê hú xê là bùm ba là bùm. Thầy ơi, như đây đủ đã. Chưa phải đốt hết quyển. Ủa? Sách bảo thế. Ôi dạ. Trời ơi. Thầy ơi chưa đốt hết mà con chóng mặt rồi thầy ơi. Thầy ơi đủ dung khí chưa thầy? Ngược vòng ngược vòng. Thầy ơi con thấy là lửa nó cháy nãy giờ cũng dữ rồi đó thầy. Đúng rồi đó thầy ơi. Chưa đốt. Chưa đốt. Nhiều thế nhở. Rồi. Hết quá. À, thì vỗ tay gì hai đứa kia. Vỗ tay gì? Lên đi. Cháy rồi, xong nhà cửa ấm mà thầy. Dương khí đi, âm khí đi đi. Dạ. Rồi, hay quá. Nhảy qua đi, nhảy qua đi. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, thầy nhảy qua luôn thầy. Hai chạy áo, chạy áo, chạy áo. Trời đất ơi. Cái gì mà khói quá trời quá đất vậy nè. Trời ơi, cái mùi khét ghê kìa. Trời ơi, tụi con định đốt nhà hả?
Trời ơi. Ê, nè 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 nè. Ê, 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 trời ơi nè, táo ông nè, táo bà nè, táo tàu nữa. Chưa đưa ông táo về trời mà làm sống gì con? Mình anh mình không? Làm cái trò gì vậy hả? I don't know. Cái gì? Là nó không biết gì hết á. Ai? Ai làm cái vụ này? Ai? Không phải cháu. Vậy chứ ai? Không phải cháu. Ủa, không phải con. Not me. I don't know. Anh don't know. Anh thấy chưa? Bao nhiêu lâu nay anh chiều chuộng tụi nó, bây giờ anh thấy giờ nhà cửa như là bãi chiến trường. Em cũng là người sinh ra tụi nó mà. Sao có gì cũng đổ lên đầu, trách nhiệm của anh hết vậy? Cái gì em cũng nói em đúng hết á. Còn cái anh là lúc nào cũng sai hết á. Anh không hiểu tại sao hồi đó lại yêu em, rồi cuối cùng anh lại cưới em nữa. Anh nói cái gì? Hối hận hả? Bây giờ nghĩ lại vẫn không kịp đó. Tôi viết đơn ly dị cho anh ký. Ba mẹ. Cái gì? Đi đến ly dị luôn á. Ly dị? Là ly dị? Ba. Dạ. Gì vậy? Xui mà có cần dính chùm dính bầy không vậy trời? Sao không? Không sao. Anh xin lỗi Yến nha. Tự nhiên kêu Yến giúp tụi tôi làm chi? Giờ bị ba mẹ chửi chung luôn rồi. Thôi, có gì đâu mà phải xin lỗi. Chuyện đã thành ra như thế này rồi, bây giờ hai người tính sao? Không biết nữa. Không biết giờ sao nữa. Thôi, đừng có buồn nữa. Tôi đã không có bố rồi. Tôi cũng không muốn thấy cảnh hai người có một gia đình sứt mẻ đâu. Tôi sẽ giúp hai người bằng một cách khác. Người anh em thiện lành. Nhưng mà bà tính giúp kiểu gì? Đừng nói giống cái cách hồi nãy nữa nha. Không. Chắc chắn tôi sẽ có cách. Hai người cứ tin tưởng ở tôi. Hai, ba. Đi về đây. Đau quá. Nặng. Nè, coi chừng té nghe. Không có sao, không mẹ cứ đi đó. Đi. Mẹ cứ đi đi. Hai đứa bạn cái trò gì vậy hả? Có trò gì đâu. Mà được rồi, mẹ cứ bước về phía trước đi. Trời đất ơi, cái gì vậy? Trời. Đừng có bề đặt á, mà giở trò đốt nhà nha. Ba từ hai đứa luôn đó nha. Có. 3, 2,
1 Ta-da! Cái gì vậy? Cái gì vậy? Hả? Ôi trời ơi, cái gì mà đẹp quá trời vậy? Hả? Wow. Ủa con Kính thưa quý vị, ông Hàn Mặc Tử đã có câu nói rằng: yêu là chết ở trong lòng một ít, vì mấy khi yêu mà ta lại được yêu. Sai rồi. Cái này là của ông Xuân Diệu chứ không phải của ông Hàn Mặc Tử. Ui. Xuân Diệu Hàn Mặc Tử nhỉ? Dạ con, cái gì biết thì nói, không biết thì mình dựa cột mà nghe. Dạ. Cái bài Hàn Mặc Tử là bài vậy nè: anh chàng sang nhà, ủa? Có cây đa to, có ông cụ già. Bà bậy rồi. Hả? Cái đó là bài của thiếu nhi, mà là của chứ ông cụ nào đó. Cái bài của ông Hàn Mặc Tử là vậy: ai mua trăng, tôi bán trăng cho, chẳng bán tình duyên, ước hẹn hò. Ủa tay đúng là bài này nè. Tại vì tôi lộn, cũng trăng trăng tôi lộn. Đúng là bài này thôi. Hay quá, bà hay quá. Đó là câu nói của ông Xuân Diệu. Nhưng nói chung thì tình yêu là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý, mà ở đó hai tâm hồn cùng nhau hòa hợp và gắn bó. Nhưng để đi đến bến bờ của hạnh phúc thì cần phải trải qua những giây phút thịnh suy, những thăng trầm của cuộc sống. Nhưng để suy nghĩ lại thì chúng ta càng trân quý nhau hơn. Hay quá. Và sau đây là giây phút quan trọng. Kính mời đôi tân lang và tân nương chúng ta cùng nhau hướng mắt vào màn hình và đón chờ những giây phút, những hình ảnh cực kỳ hạnh phúc. Đó. Trời ơi, cái hình này hồi đó tôi tán tỉnh bên đó đó. Nghĩ lại mắc cỡ quá, nhưng mà nhìn lại cũng mắc cười á. Ủa, mà tôi nhớ tấm hình này nó thất lạc rồi mà, sao hôm nay còn ở đây? Ôi trời ơi, nhớ lại cái ngày đó, một con vịt lùn lẹt đẹt, vừa lùn vừa mập ú, vậy mà tôi vẫn thấy đẹp. Tài thiệt cái chứ. Này, lúc tôi sinh ra hai đứa nhỏ nè, rồi cái lúc đó ông nói là con tôi xấu xí, con tôi không có đẹp và ông không có thương nó, cho nên lúc đó tôi giận lắm, tôi muốn đạp ông một đạp bắn ra khỏi bệnh viện. Tại lúc đó tôi xúc động quá, không kiểm soát được lời nói. Nhưng phải công nhận nha, bây giờ tụi nó lớn hết rồi, cũng học xong cấp 3 rồi. Minh Ngọc thì chuẩn bị vào đại học, còn thằng Minh Anh á thì nó chuẩn bị ra nước ngoài du học. Nhưng mà nè, nghĩ tới chuyện du học đó là tôi bức bà luôn rồi. Mắc cái chứng gì ông tức tôi? Tôi làm tất cả mọi thứ là vì ai? Tôi làm tất cả mọi thứ là cái gia đình này. Mắc cái chứng gì ông tức tôi? Tôi mới là người tức ông á. Tại sao vậy? Lúc nào mọi chuyện á ông cũng để tôi giải quyết hết. Tôi không giải quyết, tôi không nhúng tay vô thì giải quyết được cái gì? Nhúng tay vô giải quyết ha? Bà giải quyết bà lo hết chứ gì? Đúng rồi. Rồi bà có hiểu được cảm giác của tôi và của các con không? Ông có hiểu được cảm giác của tôi không? Nếu như không có tôi thì cái gia đình này đến ngày hôm nay nó ra làm sao? Hay quá. Bây giờ là thử nghĩ là nhìn Minh Anh đi. Đó, nó học thâu đêm suốt sáng luôn, nhìn nó mà xót xa luôn. Còn nhìn Minh Ngọc đi, nó đó ha, suốt ngày khóc tới khóc lui, khóc lên khóc xuống, lì do cái gì? Do những lời nói tổn thương của bà đó. Đó, bà lo vậy đó, bà lo đúng chưa? Con hư tại mẹ tôi. Nếu mà tôi không lo thì tại làm sao mà gia đình này tồn tại đến ngày hôm nay hả? Được rồi, vậy là bà ai lo là mà. Người gánh vác gánh nặng ở trên vai hai cái bờ vai này của tôi là chỉ có một mình tôi, vừa ở trong gia đình vừa ngoài xã hội. Còn ông làm cái gì hả? Tôi làm cái gì? Nhưng bà nói bà lo ổn, giờ ổn dữ chưa? Ổn cái gì? Ổn mà để những cảm giác của cha con tôi cảm thấy áp lực là sao? Tại sao tất cả những việc mình làm không ai nghĩ đến đó là công lao của mình chứ? Thôi mà ba mẹ đừng cãi nhau nữa mà. Tụi con tổ chức cái này ra là để ba mẹ làm quà với nhau, chứ phải cãi nhau nhiều hơn đâu. Nếu ba mẹ đi dị mà tại tụi con á,
thì thà không có tụi con còn hơn. Đi Út. Minh Anh, Minh Ngọc. Minh Anh, Minh Ngọc. Đó, vừa lòng ông chưa? Cô chú, cô chú. Lỗi của tôi, lỗi của tôi. Cái gì cũng lỗi của tôi, đổ lỗi đông tôi đi. Tại sao hồi nãy không biết lỗi của mình sớm đi? Hả? Cô chú, cô chú. Cãi chi rồi ông trả lời với tôi làm chi? Hả? Đó, thấy chưa? Đang yên, đang lành tư ông á. Ông muốn ăn thua đuổi với tôi mà. Dạ cô chú, con phải là có ý kiến à. Dạ con, cháu, cháu. Cô chú ngưng cãi nhau một phút có được không ạ? Còn ý kiến gì? Ý gì nói đi. Dạ, con nghĩ là cô chú nên xem cái này. Bởi vì đây là thứ mà Minh Anh và Minh Ngọc đã chuẩn bị rất kỹ cho cô chú ạ. Cái gì? Là cái gì? Dạ đây ạ. Ô. À. Trời ơi. Minh Anh. Trời ơi trời. Gì đây? Mặt nạ nâng cơ 1 triệu 1 cái của tao đó trời ơi. Trời ơi, ông làm gì vậy? Lâu lâu qua xin Út có cái mặt nạ không mà Út cũng cho nó ít kỹ. Hàng gì ấy hoài luôn. Mặt nạ gì nâng cơ hả? Wow. Yeah. Yên tâm đi, mày mốt con mà giàu ha. Vì muốn sắm mỹ phẩm hàng hiệu nào con mua hết cái gì luôn, con săn lùng hết cái gì luôn. Rồi tụi bé ở đâu xuất hiện ở đây? Ủa? Ông ngoại đi thiền ở trên núi chưa có về. Ai mở cửa cho tụi bay tới đây? Đừng có nói là tụi bay phá cửa nhà tao, tụi bay chui vô đây nha. Ba mẹ tụi bay đâu? Lớn rồi sống tự làm mày ăn. Bắt tao làm mày hối tao. Nè, ăn đi. Hả? Mày không làm con đâu? Con ăn cơm tấm sườn mì chả trứng mà. Ở giọng á, có tay có chân vô lấy nè. Ui, thầy tình luôn á. Minh Ngọc, kinh khủng lắm. Vì đúng là tinh hoa vũ trụ, đàn ông rất ghê. Sao vậy? Xuống coi thử đi, bấy nhảy hết trơn rồi.